Phương giữ dáng nhờ 3 năm không ăn cơm, vừa ăn vừa nhả, mỗi ngày dành 1 tiếng để chạy marathon. Trường Giang mừng ra mặt khi thấy bà xã này chịu ăn cơm với thịt ngon lành. Rồi, ăn cơm đi, 3 năm chưa ăn cơm, xem mình ăn cơm đi. 3 năm chưa ăn cơm, ăn vừa phải. Ồ, như vậy là sau 3 năm chờ, giờ tôi lại xuống núi. Ủa sao, chị ăn chị nhả gì vậy? Hả? Chị nhả không? Đó không phải là mình thường đâu. Không chứ đâu, miễn tương, không chứ đâu, miễn tương. Nhả ra, nhả vô. Không nghe em. Tiếng đuổi tùy bữa, quan trọng là bữa lắm, chạy bao nhiêu cây số. Thành tích của Nhã Phương, một cây là 4 phút 21 giây. 4 21, yes. Quá mệt, yes. Tôi đi đâu quá mệt. Quá xuất sắc. Nhã Phương được biết đến là một thì Nhã Phương còn có sự đồng hành của chồng bên cạnh. Hầu hết chế độ ăn uống của nữ diễn viên đều được một tay chồng chuẩn bị. Suốt 9 tháng mang thai, Nhã Phương chỉ tăng hơn 10kg, đa phần đều vào con và em bé tăng cân đạt chuẩn theo yêu cầu từ bác sĩ. Sau khi vợ sinh, anh lại có thực đơn riêng để bồi bổ sức khỏe cho bà xã, kích thích nhiều sữa mẹ nhưng vẫn đảm bảo tiêu chí kiểm soát calo cho mẹ bỉm. Thời điểm này cô ăn uống thoải mái hơn vì đang cho con tim mẹ. Về sau khi cơ thể ổn định hơn thì cô quay trở lại việc tập luyện nhẹ nhàng và ăn uống khắt khe với bản thân hơn. Tuy vậy, nhiều khán giả nhận xét Nhã Phương khi tròn trịa lên nhìn rất đẹp, gương mặt tươi tắn, thần sắc rạng rỡ nên khuyên cô đừng nên xuống cân quá nhiều. Có thể nói, từ sau khi hạ sinh quý tử, nữ diễn viên ngày càng nhuận sắc hơn, được chồng cưng chiều và có hai con ngoan ngoãn là niềm hạnh phúc vô hạn đối với mọi phụ nữ. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.